Vâng, em xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Lời đầu tiên thì em xin kính chúc toàn thể quý vị và các bạn có một tuần mới làm việc thật là tràn đầy năng lượng và nhiều niềm vui. Và trong video ngắn ngày hôm nay thì em sẽ review và giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn hai cặp loa như quý vị và các bạn đang thấy trên màn hình. Đầu tiên đó là cặp loa Tannoy Sterling TVD và cặp loa Sony G333 EIS và ngay sau đây thì em sẽ tiến camera lại gần và em sẽ review cặp loa này. Đầu tiên đó là cặp loa Tannoy Sterling TV Loop. Như quý vị và các bạn đang thấy trên màn hình. Ở góc quay này thì quý vị và các bạn thấy e căng rất đẹp quý vị nhé. Và đây là tuyến loa bên ngoài. Đặc biệt là cái lớp gỗ bên ngoài không có hiện tượng bị bay màu quý vị nhé. Và đặc biệt là không có hiện tượng bị hút ẩm. Không có hiện tượng bị ngấm hơi nước luôn. Loa rất đẹp. Màu gỗ vẫn rất tự nhiên quý vị nhé. Rất đẹp luôn. Cái này về quý vị và các bạn đánh vec ly lại thì nó sẽ rất là mới. Và đây là cái lộ thất bên trong của cặp loa. Vân bát vẫn là vân cao su và vẫn là vân zin theo loa quý vị nhé. Vẫn là vân zin theo loa luôn. Và quý vị và các bạn thấy cái vân bát nó vẫn còn rất là khôn và cái đường mép của vân bát nó vẫn còn rất là gọn gàng thì điều đó chứng tỏ rằng cái vân bát này nó vẫn còn là vân zin quý vị nhá và có một điều đặc biệt là cặp loa này người ta rất là ít nghe quý vị thấy không ạ nếu như người ta nghe nhiều đấy thì cái, cái dầu này nó sẽ loang ra rất là nhiều đó cặp loa này thì em rất là kết và em nhìn thấy khi mà em thấy cái, cái loang dầu nó không có là em kết luôn bởi vì những cặp loa mà người ta ít nghe thì cái côn của nó vẫn còn rất là tốt quý vị nhé và đây là một điều rất là hiếm gặp, các bác cứ để ý mà xem. Các bác thấy không ạ? Cái loang dầu của nó không quá nhiều thì chúng tỏ là người ta rất là ít chơi cặp loan này. Cặp loan này là người chủ người ta mua về là người ta không bao giờ chơi mấy. Đó, đó là điều mà em rất là kết cặp loan này và em rất là ưng ý. Cặp loan này thì em xin thông báo là em bán về Việt Nam với mức giá đi đường biển là 62 triệu. 62 triệu là em sẽ đóng đường biển về tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Và đây là cái tinh chỉnh giải mít và giải chết có nghĩa là tinh trình giải chung và giải chét rất đẹp ạ và em sẽ tiến camera sang cái loa bên phải đầu tiên thì em cũng sẽ quay qua như quý vị và các bạn thấy nước gỗ vẫn rất đẹp quý vị nhé và đây là cái vân bát quý vị thấy không ạ vân bát vẫn còn rất đẹp và rất gọn gàng quý vị và các bạn quan sát thật kỹ cái đường vân bát này nó vẫn còn rất là gọn gàng thì điều đó chứng tỏ rằng là cái vân bát này nó vẫn là vân dinh quý vị nhá. và đây quý vị thấy không ạ cái loang dầu của nó hầu như là không có rất là xịn sỏ luôn và quý vị và các bạn để ý mà xem rất là ít cặp loa mà người ta ít nghe như vậy bởi vì những cặp loa mà nghe nhiều đấy là bao giờ cái, 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 cái dầu nó sẽ loang ra rất là rộng và những cặp loa mà đã nghe nhiều thì cái đường tiếng của nó sẽ không bao chuẩn nữa và kiểu gì nó sẽ bị méo mó một chút và đôi khi quý vị và các bạn không thể dùng tay để cảm nhận được quý vị và các bạn phải dùng những thiết bị đo là quý vị và các bạn sẽ biết được cặp loa rất đẹp luôn cặp loa này gia chủ người ta chưa người ta rất là ít chơi quý vị nhá rất là ít chơi đó đó là điều mà em được kết cặp loa này cho nên là em gặp phát là em mua luôn em không đắn đo gì cả các bác chơi vào tân noel là các bác phải để ý những cặp loa nào mà cái loang dầu nó nhiều là người ta đã nghe rất là nhiều rồi và đây là cái lúm tinh chỉnh giải chung và giải chép quý vị nhá loa rất đẹp luôn ạ và cặp loa này thì em xin nhắc lại là em bán về Việt Nam với mức giá là 62 triệu 62 triệu là em sẽ đóng đường biển về tận nhà cho quý vị và các bạn luôn và tiếp tục thì đó là cặp loa của hãng Sony và đây là một cái model cũng rất là nổi tiếng của hãng Sony quý vị nhá và logo màu đen là Sony g 333 es Và cái G3 số này thì nó còn có 3 số 5 và 3 số 7 nữa quý vị nha Đó là những thương hiệu rất là nổi tiếng của hãng Sony. Tại sao nó là nổi tiếng? Thì bởi vì cặp loa này nó sở hữu một vân bát và vân cao su. Và đối với vân bát và vân cao su thì tiếng bát của nó rất là mạnh. Một tép, một tép và một chung rất đẹp luôn. Vâng, và em đang phối ghép với chiếc âm ly Sonsui a 1 Alpha 707XR Và trong thời gian vừa qua thì có rất nhiều bác nhắn tin cho em hỏi rằng là à, Anh mua những chiếc âm ly đờ lông 1500R, 1500R25 mã Rồi 1500AE, rồi 1500SE Về anh nghe nó không có tiếng bát Các bác đã hỏi em tại sao lại như vậy Bởi vì em xin giải thích thế này Đối với cái âm ly đà lông, cái model 1500 và model 2000 và model S125 mã thì cái tiếng bát của nó rất là yếu quý vị nhá Bản chất của âm ly đà lông là bát không có, bài chất không có. Âm ly đà lông chỉ được mỗi cái tiếng lời, được mỗi phần lời thôi là em kết. Còn riêng cái giải bát và giải chất của âm ly đà lông cực kỳ yếu quý vị nhé. Và để khắc phục được điều đó thì hãng Đà Lông người ta ra một cái model đó là 8 90 d quý vị nhé. Đó. 890D và 780D. 790D và 880D và 580D. Khi mà hãng Đà ông người ta ra cái model này thì người ta khắc phục được giải bát và giải xét của hãng Đà ông Cho nên là nhiều bác hỏi em tại sao lại như vậy thì em cũng cũng chỉ biết trả lời như vậy thôi. Và đó là cái suy nghĩ của em. Và cái cảm nhận của em thì cũng có thể đúng và cũng có thể sai và đúng sai thì các bác đã là người mua những chiếc âm ly đá lông đấy thì các bác là người trả lời rõ ràng nhất các bác nghe không có tiếng bắt không có tiếng chép rồi các bác điện lại cho em và hỏi lại thì em chỉ biết trả lời như vậy và ngay sau đây thì em sẽ test cặp loa Sony trước và bây giờ thì em xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy đeo tai phone lại một chút nhé và em sẽ lấy nhạc ở trên điện thoại để em test cặp loa này đầu tiên thì em sẽ tiết cặp loa sony cặp loa sony thì em để ở đường một quý vị nhé Và trước khi test tanoi noi thì em xin giới thiệu qua là cái nhà ở bên Nhật thì người ta thiết kế như quý vị và bạn thấy đấy. Quý vị thấy không ạ? Nhà ở Nhật người ta thiết kế nó không như kiểu nhà xây ở ở bên Việt Nam, cho nên là sau khi em test âm thanh thì tạp âm của nó sẽ rất là nhiều quý vị nhé Và em gõ thử để quý vị thấy là tạp âm này. Đó, em gõ rất nhẹ thôi. Đó. Ok. Nhưng đó là cái điều kiện ở bên Nhật, điều kiện của chúng em để test âm thanh thì nó chỉ có được như vậy. Và nếu như em có phòng test âm thanh thì em sẽ test cho quý vị và các bạn hết chê luôn. Và ngay sau đây thì em sẽ tiến lại em test cặp loa Tannoy Sitterlin TV Dub. Và trước khi test thì em sẽ chuyển về loa đường số 2 quý vị nhé. Em vẫn lấy nguồn nhạc y chang nhé. Và dây kết nối của em là một cái dây rất là rẻ tiền thôi quý vị nhé. Rất là cỏ thôi bởi vì em cố gắng là em test âm thanh là em sẽ test dây cỏ em không test dây xịn bởi vì khi em test dây xịn về quý vị và các bạn không có dây kết nối như của em thì chất lượng âm thanh nó sẽ không được như của em test Vừa rồi thì em đã test một đoạn nhạc không lời và em ghép với một chiếc âm ly AU Alpha 707XR. Và thông qua một đoạn test rất là ngắn như vậy thì quý vị và các bạn cũng có sự cảm nhận riêng cho mình đối với hai cặp loa này. Vâng, và em xin thông báo lại là cặp loa Tannoy Sterling TV em bán về Việt Nam với mức giá là 62 triệu. Còn cặp loa Sony G333 ES em bán về Việt Nam với mức giá là 18 triệu. 18 triệu là em sẽ đóng đường biển về tận nhà. Ngoài 18 triệu ra thì quý vị và các bạn không cần phải thanh toán bất kỳ một khoản chi phí nào. Và ngay sau đây thì em sẽ tiến camera sang cái phòng bên cạnh và em sẽ review và giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn một số các sản phẩm trong video ngắn ngày hôm nay. Và trước khi giới thiệu các sản phẩm thì em sẽ review qua một cái đầu cối tích 1 1500 rất đẹp như quý vị và các bạn đang thấy trên màn hình. Và chiếc đầu cối này em mua tiệm về thì em cũng chưa trách cờ luôn. Và em sẽ ưu tiên cho các bác thợ nhanh tay nhất quý vị nhá Và chiếc đầu cối này thì em xin thông báo là em bán về Việt Nam với mức giá là 30 triệu. 30 triệu là em sẽ đóng đường biển về tận nhà cho quý vị và các bạn. Đặc biệt là các bác thợ quan tâm thì hãy nhắn tin vào Zalo cho em. Vâng, và tiếp tục thì em sẽ quay và giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn những chiếc loa Bluetooth và trong video ngắn ngày hôm nay em có hai máy duy nhất quý vị nhé Nếu như bác nào nhanh tay thì các bác chốt được Và sau khi quý vị và các bạn theo dõi video Ưng ý thì quý vị và các bạn cứ chụp màn hình lại sau đó gửi vào Zalo cho em Hackman Kazon quý vị nhé Và chiếc loa Bluetooth full hộp xốp này Em bán về Việt Nam với mức giá là 3 triệu rưỡi Với mức giá là 3 triệu 500 là em sẽ đóng đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn luôn Ngoài 3 triệu 500 ra thì quý vị và các bạn không cần phải thanh toán bất kỳ một khoản chi phí nào cả và tiếp tục thì em sẽ review và giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn một cặp loa rất là nổi tiếng để chúng ta hát karaoke quý vị nhé. Nó mô là loa bốt, bốt 314 như quý vị và các bạn đang thấy trên màn hình. Và trước khi review cái giải bát của cặp loa thì em sẽ quay qua cái một số những tuyến loa bên ngoài để quý vị và các bạn quan sát được. Đầu tiên thì quý vị và các bạn thấy e căng của loa vẫn còn rất mới rất đẹp quý vị nhé. e căng vẫn rất xịn sò luôn. Và đây là cái mặt đằng sau của loa. Mặt đằng sau của loa như quý vị và các bạn thấy, loa vẫn còn rất là vuông thành sắc cạnh quý vị nhá. Không có hiện tượng bị bong chóc gì luôn đó. rất đẹp. Cực kỳ đẹp luôn. Và quý vị và các bạn quan sát thật kỹ Hội em cái model. Loa là bốt 314 này. Và đây là cái loa bên trái này. Và số series của loa như quý vị và các bạn đang thấy trên màn hình. Số series là 990429 quý vị nhé. Và ở trên là 0139A như quý vị và các bạn đang thấy trên màn hình ạ. Loa rất đẹp quý vị nhé. Và đây, đây là cái loa bên phải quý vị nhé. Loa bên phải, 4314 314 loa bên phải này. Và số seri của loa là 0139B. Và số seri ở dưới là 990429. Như vậy là cặp loa này trùng số seri quý vị nhé. Rất là tuyệt vời luôn. Trùng số seri. Và rất là hiếm khi chúng ta gặp được cặp loa mà nó có số seri trùng nhau quý vị nhé. Và cặp loa này thì em xin thông báo là em bán về Việt Nam với mức giá là 8 triệu. Với mức giá là 8 triệu là em sẽ đóng đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Ngoài 8 triệu ra thì quý vị và các bạn không cần phải thanh toán bất kỳ một khoản chi phí nào. Và với mức giá là 8 triệu là em sẽ đóng đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn. Và đây là cái tuyến bát ở bên trong như quý vị và các bạn đang thấy trên màn hình ạ. Loa rất đẹp luôn. Và quý vị và các bạn quan sát thật kỹ hội em là cái vân bát của nó vẫn còn rất là khôn quý vị nhé. Vân bát vẫn còn rất khôn và nó vẫn còn rất là gọn gàng thì điều đó chứng tỏ rằng là người ta vẫn chưa thay cái vân bát ạ rất đẹp luôn ạ và đây là cái vân bát bên trên quý vị nhá rất đẹp đó quý vị để ý thật kỹ ông em là cái vân bát này nhìn nó vẫn còn rất đẹp và nó không có hiện tượng bị bị thay quý vị nhá đó rất đẹp luôn và cặp loa này thì em xin thông báo lại là em bán về Việt Nam với mức giá là 8 triệu. 8 triệu là em sẽ đóng đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn. Ngoài 8 triệu ra thì quý vị và các bạn không cần phải thanh toán bất kỳ một khoản chi phí nào. Vâng, và tạm thời thì em sẽ để cặp loa này ra một bên. Và tiếp tục thì em sẽ review và giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn một chiếc túi LV nữa mà trong video ngắn ngày hôm nay em có được quý vị nhé. Rất đẹp luôn. Và mức giá em bán vẫn là 13 triệu 500 quý vị nhá 13 triệu 500 này em sẽ đóng đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn. Rất đẹp đó. Một thương hiệu rất là nổi tiếng của Pháp. LV. Rất đẹp luôn. Em cố gắng để em quay cận cảnh để quý vị và các bạn thấy tốc độ đẹp của chiếc túi này. Và chiều ngang của túi vẫn là 26 này. 26 quý vị nhé. Và chiều cao của túi là khoảng 18. Và chiều sâu của túi là khoảng 5cm túi không một tì vết luôn rất đẹp một chiếc túi rất đẳng cấp luôn một chiếc túi mà quý vị và các bạn có thể đựng ở rất nhiều những tư trang cá nhân đó rất xịn sò luôn rất lung linh và lấp lánh tay cầm nhau vì thì hết chê luôn rất đẳng cấp luôn và tiếp tục thì em sẽ review và giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn hai chiếc bình bông rất đẹp ạ và đây là mẫu bình bông như quý vị và các bạn đang thấy trên màn hình và hoa văn họa tiết của chiếc bình này là người ta đang vẽ những bông hoa cúc quý vị nhá. Rất đẹp. Và đây là cái lửa bên trên của bình. Vừa rồi thì em đã quay một đoạn bên dưới và bây giờ thì em sẽ quay một đoạn bên trên. Rất đẹp, không hiện tượng bì gì quý vị nhá. Rất đẹp luôn. Và chiếc bình này thì em sẽ lấy cái thước dây để em đo chiều cao của bình. Chiếc bình này thì nó có chiều cao sấp xỉ khoảng 26 cm, em nhớ là như vậy. Chiều cao của bình là 25 cm quý vị nhá. Chiều cao của bình là 25 cm. Và chiếc bình này thì em xin thông báo là em bán về Việt Nam với mức giá là 2 triệu. Với mức giá là 2 triệu là em sẽ bao đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Và đây là cái mặt đáy của bình. Dấu mộc rất đẹp luôn, dấu chuyện mộc cực kỳ đẹp. Đó, 2 triệu là em sẽ bao đường bay. Ở một chiếc bình bông rất đẹp luôn ạ. Và tiếp tục thì em sẽ review và giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn một chiếc bình rất độc lạ luôn đã rất là lâu rồi thì em mới gặp được một chiếc bình như vậy. Và đây là một chiếc bình rất là quý, rất hiếm luôn. Không phải ai cũng có chiếc bình này đâu quý vị ạ. Bởi vì nó rất là khó khăn mới tìm được. Hoa tiết của chiếc bình này, người ta vẽ hai con rồng quý vị nhá. Và đây là hai cái đầu sư tử rất đẹp luôn. Và đây là cái miệng bình rất đẹp luôn ạ. Rất lung linh và lấp lánh, không có một tì vết luôn ạ. Và đây là cái mặt đáy của mình Rất đẹp luôn Quý vị và các bạn hãy cố gắng quan sát thật kỹ của em là cái lớp rạn lứt của men này. Rất đẹp quý vị nhé. Rất đẹp luôn ạ. Và đây là cái lửa bên dưới của bình. Người ta họa tiết hai chú rồng rất là đẹp. Cực kỳ đẹp luôn. Đây là mẫu bình rất là hiếm quý vị nhé. Và chiếc bình này nó có chiều cao. Em nhớ chính xác là nó có chiều cao khoảng 28. Và chiều cao của bình là 28,5 cm quý vị nhá. Chiều cao của bình là 28,5 cm. Và chiều ngang của miệng bình là khoảng 11,5 cm ạ. Và chiều ngang lớn nhất của bình, chiều ngang lớn nhất của bình là khoảng 23 cm quý vị nhá. Rất đẹp luôn. Và chiếc bình này thì em xin thông báo là em bán rồi đang với mức giá là 5 triệu với mức giá là 5 triệu là em sẽ bao đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn. Ngoài 5 triệu ra thì quý vị và các bạn không cần phải thanh toán bất kỳ một khoản chi phí nào. Và tiếp tục chương trình thì em sẽ review đến toàn thể quý vị và các bạn một dàn xe. Một dàn xe luôn. Một dàn xe, mô hình rất đẹp luôn. Đây là những chiếc xe mô hình thể thao cực kỳ đẹp. Nếu như bác nào đam mê xe thể thao thì nhấc một chiếc này để ở trong tủ rất là đẹp luôn và chiếc xe này thì được làm bằng gang quý vị nhé, được làm bằng kim loại và lốp thì được làm bằng cao su ạ, rất đẹp, vẫn có thể đạp được quý vị nhé, vẫn có thể đạp bình thường được. đây em sẽ đạp thử cho quý vị và bạn thấy được, đó, vẫn đạp được bình thường quý vị nhé, đó, rất hay luôn và chiếc xe mô hình này chiếc xe thể thao mô hình này thì em bán về Việt Nam với mức giá là 1 triệu một cái. 1 triệu một cái này em sẽ bao đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Ngoài 1 triệu ra thì quý vị và các bạn không cần phải thanh toán bất kỳ một khoản chi phí nào ạ. Và trong video ngày hôm nay thì em có 9 cái quý vị nha. Đây là mẫu đỏ này. Đây là mẫu đen này. Đó. Có rất nhiều màu để quý vị và các bạn lựa chọn. 1 triệu là em sẽ bao đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Vâng. Và video ngắn của em xin phép được kết thúc tại đây. Một lần nữa thì em xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian để theo dõi video này. Quý vị và các bạn theo dõi được hết video, xin vui lòng nhấn cho em một like. Đặc biệt là quý anh chị và các bạn lần đầu tiên mà theo dõi được video ngắn của em, xin vui lòng nhấn tay vào nút đăng ký kênh, sau đó bấm chuông để không bỏ lỡ tất cả những video kế tiếp của Phượng Kỳ TV. Em xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Lời cuối em xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trong những video kế tiếp.